Dàn sao MU choáng váng nhận quyết định sốc của Sir Alex Ferguson khi đi chơi golf. Cách đây đúng 10 năm, Sir Alex Ferguson đã dẫn dắt trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khi Manchester United có trận hòa kỳ lạ 5 năm trước West Brom tại Horton ở Premier League. Sir Alex Ferguson có trận cầm quân cuối cùng trong sự nghiệp cách đây 10 năm, nhưng các cầu thủ Manchester United đã vô cùng sửng sốt sau khi biết tin ông giải nghệ trong một ngày. Cả đội ra ngoài chơi golf. Chiến lược gia người Scotland có trận đấu thứ 1500 và cũng là trận đấu cuối cùng dẫn dắt United khi họ có trận hòa 5 năm gay cấn trước West Brom. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2013, giờ Anh, ở vòng cuối cùng Premier League 2012-2013. Trận đấu kết thúc một chiến dịch thành công khi Quỷ Đỏ nâng cao chức vô địch Premier League lần thứ 13 trong 20 năm, kết thúc một sự nghiệp tốt đẹp cho Ferguson. Tuy nhiên, cả đội không hề biết gì về việc Sir Alex giải nghệ cho đến khi họ tham gia một buổi chơi golf gây quỹ từ thiện thì tin tức đến với các cầu thủ MU. Cựu hậu vệ của Quỷ Đỏ, Johnny Evans đã mở lòng về thời điểm biết tin và anh tiết lộ đó là một cảm giác sốc hoàn toàn. Evans là một phần của đội MU, đã giành được danh hiệu Premier League 2012-2013. Johnny Evans chia sẻ trên website manut.com, tất cả chúng tôi đang chơi golf cùng nhân viên vào ngày hôm đó. Tất cả chúng tôi đều đang ở trên sân golf khi biết tin. Điều đó khá ngạc nhiên và có cảm giác khá kỳ quái, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng một ngày nào đó nó sẽ đến. Không có dấu hiệu nào cho thấy Sir Alex Ferguson đang cân nhắc về việc nghỉ hưu. Trong thâm tâm, bạn nghĩ rằng ông ấy sẽ tiếp tục làm việc mãi mãi. Tôi không biết gì khác ngoài việc Sir Alex trở thành huấn luyện viên của MU. Thật khó để đánh giá điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vì chúng tôi không có kinh nghiệm về bất cứ điều gì ngoài việc làm việc với Sir Alex. Ferguson sẽ trở thành huấn luyện viên vĩ đại nhất từ trước đến nay của MU. Ông cũng đã giành được 2 chức vô địch Champions League, 5 FA Cup và 4 League Cup trong suốt 26 năm dẫn dắt Quỷ Đỏ. Sir Alex Ferguson đã thắng 895 trong số 1.500 trận đấu làm thuyền trưởng đội chủ sân Old Trafford, trước khi kết thúc sự nghiệp của mình trong vinh quang bằng chức vô địch Premier League. Trong khi đó, cựu tiền vệ của MU Tom Cleverley nói thêm, đó là một khoảng thời gian kỳ lạ. Tôi nhớ đã chơi golf với Wayne Rooney tại Durham và bắt đầu có tin đồn rằng huấn luyện viên Sir Alex Ferguson sắp giải nghệ. Mọi người đều rất sốc, điều đó thật bất ngờ. Việc ông ấy muốn giải nghệ ở đỉnh cao là điều hợp lý. Chúng tôi đã mất chức vô địch vào năm trước trong hoàn cảnh không may, nên chắc hẳn. Người quản lý đã cảm thấy rất ngọt ngào khi chúng tôi giành chiến thắng ở Premier League với khoảng cách 11 điểm so với đội xếp sau. Và rõ ràng ông ấy cảm thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để ra đi. Sir Alex Ferguson đã mời cả đội MU vào phòng thay đồ ở Carrington để thông báo về việc giải nghệ. Thật là xúc động cho những cầu thủ nào đã chơi dưới quyền ông ấy hơn 15 năm và cho những người như tôi. Những người đã ở câu lạc bộ từ năm 12 tuổi và chỉ biết đến một người lãnh đạo. Sir Alex Ferguson không phải là một huấn luyện viên bình thường, ông ấy đã đàm phán hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của tôi. Ông ấy có nhiều ý kiến về việc tôi được MU đem cho mượn, ông ấy và Paul McGuinness là hai người có ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp của tôi. Vì vậy, thời điểm đó, phòng thay đồ của MU tràn ngập cảm xúc. Adnan Januzaj, người đã làm việc dưới thời Ferguson trong vài năm tiếp tục, tôi thực sự rất buồn vì tôi mới bắt đầu sự nghiệp của mình dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Đó là một cú sốc, không chỉ với tôi mà còn với cả thế giới bóng đá. Nhưng tôi đã thực sự hạnh phúc khi là một phần trong trận đấu cuối cùng của ông ấy và được ở đó.